các khách hàng đến lấy trứng dế ở trang trại Thanh Xuân. Tháng này thì gửi một gói trứng dế 10 triệu đi Thanh Hóa, còn đây là bác ở Hoài Đức thì bác đến lấy trứng dế. Bà con có điều kiện thì đến trang trại lấy, còn nếu mà không có điều kiện thì trang trại sẽ gửi. Bà con chuyển khoản qua ngân hàng thì trang trại sẽ gửi trứng dế theo ô tô về các cái bến xe hoặc các ngã tư cầu đường cho bà con ra đón. Thì khi trang trại Thanh Xuân gửi trứng dế thì sẽ kèm theo hợp đồng hướng dẫn để bà con vừa nuôi vừa tìm hiểu. Trong quá trình nuôi thì bà con có thể gọi điện, thì trang trại sẽ tư vấn thêm và trả lời. Trứng dế trang trại bán ra cho bà con thì sẽ có bảo hành, bảo hành đến bao giờ nở ra nuôi thì thôi. Còn trong trường hợp bà con có chót nằm khô cháy hỏng thì trang trại sẽ đổi mới đến khi trứng dế nở ra, bà con an tâm. Có nhiều bà con cứ hỏi là sợ về nó không nở hay thế này thế khác. Trứng dế nó rất là khó là hỏng, mà kể cả có năm hỏng thì trang trại cũng sẽ bảo hành để bà con yên tâm. Đây là thùng dế đẻ. Về mùa đông thì bà con có thể tăng nhiệt lên thì dế vẫn lớn và bình thường, không có vấn đề gì cả. Tăng nhiệt bằng nhiều cách, miễn là nó ấm lên là được. Đấy, bà con đẩy vào để khe cho nó ấm. Nhiều khách hàng cứ hỏi là khay trứng to hay nhỏ, thì các bác nên để ý là cái khay to khay nhỏ nó không phải là cái vấn đề quan trọng lắm, mà quan trọng là cái lượng trứng ở trong khay nó có nhiều hay không. Chứ còn nếu mà to khay to nhưng mà trong trứng trong khay nó ít thì cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Đấy. Và cái quan trọng hơn nữa là cái khi trang trại bán sẽ cung cấp cái tài liệu hướng dẫn nuôi để bà con chăn nuôi cho nó dễ. Cái thứ hai là trang trại thu mua đầu ra, giá cả ổn định, hợp đồng rõ ràng để bà con yên tâm. Có vấn cần bà con cần tìm hiểu thì xin mời truy cập website trang trại thanh xuân.com, trang trại thanh xuân.com để tìm hiểu. Trong đó có đầy đủ các loại thông tin về hướng dẫn cách làm thùng, làm chuồng, giá cả, hợp đồng, các cái gói thu mua, bà con tham khảo. Khi bà con đã tìm hiểu kỹ trong website rồi, còn tư vấn thêm vấn đề gì thì xin mời bà con gọi điện thì trang trại sẽ trả lời. Ra Tết rồi thì công việc cũng rất là bận rộn, thỉnh thoảng trang trại sẽ đưa video lên thì bà con có nhu cầu thì cứ gọi điện, chứ không phải là ít. Tình ta là lúc có cái video quay được có cái không, nó lúc bận quá không quay được. Còn trang trại thì vẫn hoạt động bình thường, không có vấn đề gì cả. Đã cam kết thu mua cho bà con rồi thì kể có trời sụp thì vẫn cứ phải thu mua, chứ không phải là vì vấn đề này vấn đề kia mà không thu mua được, không có lý do nào để từ chối được. Nên là bà con yên tâm chăn nuôi. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của trang trại Thanh Xuân. Kính chào bà con.